hết rồi đó. Số 5 nè. Đó. Enter cái nữa ta, chuyển qua không? Không không, chọn select trước. Select trước. Rồi xuống AC. AC giống nãy rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Select cái nữa đúng không? À. Select. Rồi dòng hàng sale cho nhỏ hơn dòng hàng hàng đầu xíu. Ví dụ 90 thì cho 80. 80 đúng không? 80, 80 17. 80 enter cái đúng không? Đúng rồi. 17. Enter. À, giờ chuyển qua Muji rồi đúng không? Đúng rồi. Chưa có. Anh phải enter cái nữa. À, enter cái nữa. À vậy đó. Rồi, chuyển qua Muji nè. Rồi, enter. Từ từ không? chưa. À, anh lên. Nói liều cái điểm kia. Lên là mình giật ra luôn đúng không? Giật ra luôn, đúng rồi, giật ra luôn. Nhanh nắp kia thôi. Rồi. Enter cái gì đúng không hả? Rồi, enter. Enter. Xong rồi. Chứ mình lên đây cái nữa chứ mình trả gì cái điểm ban đầu. Không, qua đây luôn chứ. À quên, má cái này qua đây. Quên. Qua đây hàng tiếp. Qua đây hàng tiếp. Mình cũng đi. Đi lên này đúng không? Xong rồi. Để bấm nút để lấy lên để sáng đèn. Bấm đi lấy. Rồi, enter. Rồi, nó sao đó. Rồi bấm lại con số 8. Con số 8 nè. Rồi enter select vô. Select vô cái nữa phải không? Đúng rồi. Select. Rồi chọn AC. AC. Nhấn dưới này. Mũi tên xuống này đúng không? Đúng rồi. Rồi. Ủa chết mẹ, lố rồi. À mũi tên đây dưới đấy, chọn select mà. Trở lại đâu ta? Cancel đây. Cancel đúng không? Rồi lại lần nữa. Select này đúng không? Đúng. Select này đúng rồi. Rồi. Enter. Select là đúng không? Đúng rồi, select đó, bắt đầu nó có dòng AC là cường độ dòng điện này, AV là volt. Đúng rồi. Đây. Đúng mà 18, ủa 90 đúng không? Select vô cái ạ. Select chứ. Rồi. Select mấy chỗ không? 90 đúng không? Đúng rồi. 90. Enter. Tới AV là 18 đúng không? Dạ, 18. Enter vô. Enter luôn. Không, select vô quên. 18, enter đúng không? Enter cái nữa luôn. Đúng không? Đúng rồi. Cái nữa không? Enter cái nữa. Rồi, đúng rồi. Xong chút nữa là cái này lúc này là nó cắt nó lồng nó hàng rồi đúng không? Đúng rồi, bắt đầu nó hàng mới dòng hàng đó. Xuống từ từ nè đúng không? Đúng rồi, di chuyển thẳng xuống. Di chuyển xuống nè. Dắt xuống. Đây nó dướng tay, dướng tay không ta? Anh xem ấy, nó dướng thì anh tắt nhẹ nó ra chút. Dướng thì mình nhích nhẹ đúng không? Đúng rồi, nhích nhẹ ra. Cái dướng thì nhích nhẹ. Rồi. Đúng rồi anh. Nghe cho nó có AR vậy sao ta? Dạ. Nghe cho nó có cái AR mình xuống nó xuống chạm vừa chạm tới là được. Anh nhích nhẹ qua đây. Nhích nhẹ ra chút. Đúng rồi. Đó. Đó. Xuống rồi đúng không? Đúng rồi. Xuống rồi. Rồi ok. Đẹp. Đúng không? Xong enter một cái là mình được đúng không? Enter luôn. Đúng rồi, enter. Enter nè. Enter. Xong rồi điểm thứ 3 đúng không? Và là nhích Z nhích qua. Vô.
xây chỉ trong góc nguyên y chang nãy luôn. Đúng rồi. Anh có di chuyển tới góc cứ đúng góc 45 độ sẽ vào. Thì đường hàng mình nó mới chuẩn, nó mới đẹp được. Giờ anh cứ lập trình trước bằng này rồi bằng sau rồi cứ giống vậy nha. Sau cứ y vậy. Dạ dạ, vừa chạm. Anh cứ vậy, anh vậy xíu em kiểm tra lại. Sao hết. Vậy ok đi. Anh em có vấn đề gì về quá trình vận hành robot hoặc là có quá trình gì về lỗi sửa chữa khi vận hành thì hãy cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo. Số điện thoại mình có để trên phần mô tả. Thì cứ liên hệ trực tiếp thì mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em xử lý các lỗi nào mà mình có thể giúp được. Anh em nào có nhu cầu về mua robot thì gửi phôi, mình sẽ tư vấn về lựa chọn loại robot nào để cho phù hợp và chất lượng của robot cũng như giá thành để trao đổi và lựa chọn cho hợp lý nhất. Em tới xong rồi chuyển qua cái gì quên rồi ta? Chuyển qua mua gì? Chuyển qua cái gì nữa ta, cái gì mà ủa là nghe điểm nào cũng được chứ không muốn thiết đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì bấm edit nè, edit rồi có change speed này, cái cuối đúng không à, là thay đổi tốc độ này, change speed chọn vô đó. Rồi nó có tốc độ, loại tốc độ này, nó speed khai là loại tốc độ đó, chọn cái cuối đúng không, đúng rồi, chọn select vô Muji đó, giờ đang làm Muji Muji này là mình chọn Muji luôn. Bấm select cái nữa đúng không? À, không, nó có sẵn rồi, enter Muji. Không tóm được. Select Muji, rồi tốc độ nó giờ mình cho nó khoảng 50 đi. 50 hả? Chạy 50% thôi. À, nó chạy 100% mình cho chạy 50 thử mình xem được. Enter. Rồi enter. Enter luôn. Enter cái nữa không? Đó là tốc độ, tất cả cái buji của mình chỉnh cho 50 hết. À. Rồi, bắt đầu giờ tới cái mu lờ này. Mu lờ bấm vô đường hàng của mình. Luôn. Tiếp tục, đúng rồi. Edit. Change speed. Bấm vô chọn vô đây. Chọn select vô. Select luôn. Mình sẽ chọn chữ V đây là mu lờ. À, chữ V đúng không? À. Enter. Chọn select vô. Chữ V là mu lờ phải không? Đúng rồi, nhớ V. Còn là buji là mình bấm vô nó là luôn. VG là buji. Là bấm vô nó luôn, khỏi chạy bấm xuống cái đúng rồi, đúng không? Rồi tốc độ của nó là cho khoảng nhiều hơn kia không? 50 thôi. 50 bằng kia luôn đúng không? 50 là 0.5 mét trên giây á. Select đúng rồi. 50. Enter đúng không? 0.5 á. Đó, enter. Đó, tất cả cái mua lờ thành 50. Thì nhớ lại mua lờ nãy là cái V á, V là chỉnh V, còn Muji là VG này. Đầu tiên là mình muốn chỉnh nào trước cũng được đúng không? Đúng rồi. Ví dụ mình chỉnh Muji thì cũng vô đó là bấm cái Muji này có thẳng bấm luôn, còn mua lờ là mình bấm vô xuống V cái nữa đúng không? Đúng rồi, nhìn nè, cái mu VG, VG, UV. Thì mình chỉnh nó. Cái hiệu như cái hiệu đúng rồi, cái hiệu trong đó. Rồi sao nữa? Rồi xong cái thế hồng đây đúng không? Đạo phải không? Cái rồi dòng hàng mình chỉnh có sẵn hết rồi, dòng hàng là 90-18 làm bữa bên hàng được rồi đúng không? À nãy mình chỉnh rồi đúng không? Tốc độ 50 18 phải tốc độ 50 không ta, bữa cho chạy nhiêu ha, mở lại chương trình hôm bữa xem thử tốc độ bao nhiêu. Cái chương trình đầu tiên mình chạy hả? À người shop đây vô lại select shop. Bữa nó có chụp hình không ta, tên chương trình mình là gì ha, bữa mình là Hà luôn đấy, nhớ cái nào mắt đây có hộp ta. Cái này đúng không? Cái này bữa chạy được, anh bấm nè, anh chụp nè. Cái này chưa chỉnh tốc độ, chưa không phải. Không phải rồi. Có cái nào anh chỉnh... Không, mấy cái này cái sao anh chụp không à, vậy anh coi nè. Anh vô lại đại cái mấy cái này, anh thử từng cái vô thôi. Ủa, à đúng rồi, bữa quên hỏi nữa. Thí dụ mấy cái mình lưu vào mình vô đâu mình coi tháng. Mấy cái bát nãy mình lưu cái tên đó đúng không? Tên chương trình đó mình vô đâu mình coi ta. Vào shop nè, vào shop. Sale shop. Sale shop, à, hiện tại là mình bấm vô mình coi đúng không? Đúng rồi. Nãy mình vô lưu nãy gì quên rồi ta.
của mình là bàn ba. Bàn ba đúng không? Rồi giờ không, giờ mình coi lại cái mà bữa mình lưu là em làm như thế nào. Select. Đúng vậy. Chọn. Select. Chọn cái nào ấy, bữa là hàng bát hả? Bát là hàng bát rồi. Đúng vậy. Bàn 1. Này nè, đây, đây. 30 nè phải không? Này 80. 90 18 đúng rồi. 45 45. Đây là mua là 45 phải không? Sửa lại. Mua là 45. Chấp. Xe lại chấp. Chấp. Rồi chọn lại cái bàn 3 của mình này. Mình muốn mình bàn 3. Bàn 3. Select. Rồi, vô lại chuyển lại cái V là 45. Cái V 45 đúng không? Rồi. Cái này đúng không? Rồi edit chuyển tổng thể luôn. Đấy, đúng rồi. Vô đây và bấm edit đúng không? Đúng rồi. Edit. Change sweep. Bấm qua. Giờ khỏi thằng bấm sạc vô, vẫn giữ sạc vô chi mỏi tay. Bấm sạc vô phải không? À. Đúng rồi, sạc vô. Bấm vô select nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Select là chọn rồi. Đúng rồi. Chuyển lại xuống cái nữa, 45 đúng không? Bấm vô select cái nữa. Bấm select cái nữa. 45. 45. Rồi, enter. Enter luôn. Enter luôn. Đó, tất cả là 45 hết. Cái kia thì 50 giống nguyên đúng không? Cái kia 50, tốc độ kia 50 giống nguyên. Rồi. Như còn cái nữa 45 á là cái tốc độ nó hàng thôi. Tốc độ 45 hàng là cái tốc độ nó di chuyển dòng hàng. Mình có một cái muller á. Mình có một cái muller là tiến từ đây này xuống đây là 45 nó chậm quá đó. Bây giờ mình sửa cho nó nhanh lên. Đúng rồi, nó vô nhanh lên chút. Đúng rồi. Vô đầu mình sửa đầu ta. Bây giờ mình sửa từng cái. Từng cái a từng bước cái chỗ mà mình. Đúng rồi. Chỉnh tốc độ mà từng bước mà muốn chỉnh nó đúng không? Đúng rồi. Nè giờ đây vô đúng không? Ngay trên cái acon này đó. Ngay mình sửa trên điểm acon này. Cũng bấm vô đây luôn đúng không? Không còn bấm vô đây. Mình giờ mình sửa từng cái và bắt buộc phải sửa từng cái. Đúng rồi. Đúng không? Chuyển vào đây rồi. Cho nó 2000 đi. 2000. Có bấm gì nữa nó ra đâu phải? Nó bấm select. 2000 đúng không? Ừ. Một cái bước enter đúng không? Enter. Hồi nãy em có quay không? Có. Phải quay đi cái gì lát gửi lên cho anh coi lại. Rồi xong enter cái nữa hết ta? Enter. Rồi, bắt đầu cứ từng bước cái chứ. Rồi xong mình muốn sửa bước nào thì mình bấm xuống rồi đúng không? Đúng rồi. Cứ trên này on là sửa thành 2000 hết. Trên cái này on đúng không? Đúng rồi. Đây, đây này đúng không? Đúng rồi. Vô đâu qua nè, select phải không? Đúng rồi. Select. Chuyển qua đây. Đúng rồi. 2000. Select cái nữa, chưa. Select cái nữa. Đúng rồi. 2000. Enter. 2 cái. Đúng. 4 cái. Rồi 2 cái. Xong rồi tới. Trước đặt on là chỉnh 2000 hết đúng không? Đúng rồi. Đây. Select. Qua đây. Select. 2000. Ê. Số là delete hả ta? Số là... bắt lên. À. Đây. Enter cái nữa. Này. Select cái nữa đúng không? Select cái nữa. Sửa 4 cái là đúng. Ok, rồi. Đó, là chương trình hoàn thiện rồi ạ. Rồi sao đó? Xong rồi ạ. Xong rồi hả? Okay.
nó bị rớt cái đoạn đó, mình chấp nhận tại nó hàng lên nó nóng rồi kìa. Nó đi xuống rồi lúc nào đẹp mà nó đi lên là nó hơi xấu hơn chút. Cũng gắn là cái bấm nút ủa mà xong tắt là bấm nút nào lúc về đúng không? Ủa mà xong nó tự chạy về điểm ban đầu thôi. Chạy điểm ban đầu thôi, mình đâu cần tắt cái đâu. Giá thì mình bấm nút xanh nó chạy rồi đúng không? Đúng rồi. Cái máy điểm này đẹp rồi này không? Vô hay kê hết rồi đó. Lấy hết bỏ dưới này luôn anh. Anh em nào thấy video của mình hữu ích thì cho mình xin một like và lượt đăng ký kênh. Và hãy chia sẻ cho những người như anh em để hiểu biết thêm và lập trình được tốt hơn. Và đây là phần phục hồi mình đã hàng. Chất lượng rất là tốt, đường hàng rất là đẹp. Đấy, đây là sản phẩm nó hàng ra, đường hàng rất là liền. Có 3 góc khúc nhưng mà mình sẽ kéo một đường hàng thẳng để cho không bị có dấu vết tích của dấu góc khúc của mũi hàng.